Xin chào tất cả mọi người, mình là Đình Phương. Trước khi xem video, các bạn nhớ cho mình xin một nút đăng ký bên dưới nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một quán ăn, đó chính là Chaben Deli, tinh hoa ẩm thực Nhật Bản. Nếu ai là tín đồ của ẩm thực Nhật thì không thể nào bỏ qua quán Chaben Deli ở thành phố Bến Tre, thuộc khu đô thị Chợ Chùa nằm ở phường Phú Tân. Nếu bạn đi từ bên ngoài vào Chợ Chùa, đi thẳng thì sẽ gặp quán Chaben Deli ở bên tay trái. Ở đây có tất cả các món ăn của Nhật Bản như cá Sapa, cá trích ép trứng, sò đỏ, cá hồi, cá ngừ, bạch tuộc, hàu Nhật, trứng cá chuồn, trứng cá hồi, thanh cua. Còn nếu bạn nào mà đi đông có thể kêu combo như combo 3 loại: cá trích, cá ngừ, cá hồi giá trị 149.000 đồng, combo sashimi 4 loại: cá trích, cá ngừ, cá chẹp, cá hồi 199.000 đồng, hoặc combo sashimi 6 loại: bạch tuộc, cá ngừ, cá hồi, sò điệp Nhật, cá chẽm 305.000 đồng, hoặc là có thể kêu một cái combo bảo chúa giá 469.000 đồng. Đặc biệt ở đây á, nếu mà ai thích đồ ăn cuộn á, thì có thể kêu loại combo đặc biệt. Nhắc tới nagiri, các bạn cũng đã biết rồi, ở đây có combo nagiri tổng hợp giá 229.000, hoặc là nagiri bạch tuộc 30.000 đồng, nagiri bơ 15.000 đồng, nagiri cá hồi 25.000 đồng, và rất là nhiều loại khác nữa. Đặc biệt là có cái combo nagiri rất là to giá 239.000 đồng. Ngoài ra còn có nagiri lương Nhật, sò đỏ, thanh cua, nagiri tôm và nagiri sò điệp, nagiri cá chẽm. Ngoài ra ở đây có món cơm nha các bạn, như là cơm bò, kim chi nè, cơm gà trứng, cơm chiên kiểu Nhật, cơm cá hồi và cơm bò hầm. Còn nhắc đến đồ Nhật thì không thể nào quên được mì udon hoặc là ramen. Ở đây đều có hết nha các bạn. Mì ramen udon rau trứng 55.000, mì ramen udon thịt bò 65.000, mì ramen udon thập cẩm 79.000. Còn nhắc đến món chiên và món nướng á, thì ở đây có cá hồi, cá hokkien nướng, cá Sapa Nhật nướng, lương Nhật nướng, đầu cá hồi nướng và cả hàu Nhật nướng phô mai, cá thu nướng, thịt bò Mỹ, lương cá hồi nướng, gà chiên sốt teriyaki. Nói đến đây thôi là mình cũng đã thấy thèm rồi. Các bạn có thể đến Chaben Deli để trải nghiệm nha.